Hi, xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về số tròn trục có hai chữ số, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về số có hai chữ số, sau đó mình sẽ nói về số tròn trục, được chưa? Ví dụ về số có hai chữ số, ví dụ như sau, ví dụ như một 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 chín bảy tám và sáu năm. Đây là dãy số có hai chữ số. Vậy số có hai chữ số các bạn phải đếm giúp mình. Muốn biết số có bao nhiêu chữ số, các bạn chỉ cần đếm số lượng chữ số. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok chưa? Đó, đó. Để biết số có bao nhiêu chữ số, các bạn chỉ cần đếm số lượng chữ số. Đếm số lượng chữ số. Hoặc cách hai, các bạn sẽ biết được số có hai chữ số, ví dụ 91 đi, thì từ phải nè sang trái, từ phải sang trái, cái số đầu tiên bên phải thì người ta gọi là hàng thuộc hàng đơn vị, hiểu chưa? Số tiếp theo gọi là hàng hàng chục. Vậy số có hai chữ số phải đảm bảo giúp mình đó là hàng đơn vị, hàng chục, một đơn vị chín chục. Ok chưa? Đó là số có hai chữ số. Tiếp theo đó là số tròn trục. Số tròn tròn trục. Vậy số tròn trục là gì? Mình sẽ lấy ví dụ. Ví dụ 1, 2, 0, 10, 20, 70, 80, 1, 7, 0. Được chưa? Rồi các bạn quan sát nè. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vậy số tròn trục, số tròn trục là số hàng gì ạ? Từ bên phải qua, cái số này gọi là số hàng gì ạ? Hàng đơn vị là số hàng đơn vị là số 0 nha các bạn. Này, đơn vị 0, đơn vị 0, đơn vị 0, đơn vị 0, đơn vị 0 và đơn vị không, được chưa? Vậy số tròn trục là số có hàng đơn vị là số số không, ok chưa? Đó, cứ cứ cái số nào mà có số hàng đơn vị là số không, hay còn gọi là số bên phải nha. Cái số đầu tiên nằm bên phải, 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 số đầu tiên nằm bên phải là số không, thì người ta gọi là số tròn trục, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nói về số tròn trục có hai chữ số. Khi mình biết rằng số có hai chữ số gồm có hàng chục nè và hàng đơn vị, được chưa? Khi mình biết số tròn trục thì hàng đơn vị là không 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 không. Mình lấy sơ vài ví dụ nha. Coi trục thì cái hàng chục này các bạn nhớ giúp mình là không thể là số không được. Ví dụ như không không thì người ta viết gọn, nếu mà không không thì người ta viết gọn lại là một số không mà thôi. Vậy số này chỉ còn có một chữ số, kể chưa? Vậy hàng chục của mình phải là từ số 1 tới số 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thấy chưa? Rồi, ok chưa? Rồi bước tiếp theo mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn cách đọc số tròn trục có hai chữ số. Thì đối với 10, 1, 0 người ta đọc là một chục thì người ta đọc là 10, cứ một chục người ta đọc là 10 như cả 10. Tiếp lên 2, 2 chục thì thay cái từ chục này thành từ 10, được chưa? Đó, từ 2 chục, từ 2 trở lên, từ 2 ở hàng chục trở lên thì các bạn đọc là 20, 20, 20, chứ không đọc là 20 nữa. 20. Tiếp tục 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.